Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Ba trận cờ tàn diễn ra tối hôm qua 16 tháng 2 2023 mà bạn xem trận đầu tiên. Dương Hạo cầm đen thủ hậu gặp Tôn Hân Hạo cầm đỏ liên tiên mà bạn thưởng thức.
Chuyên. Trang 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 Chuyên.
将军。将军。将军。将军。马4tấn 5chiếu tướng sát cục. Trên đây thì Tôn Văn Hảo buông cờ nhận thua, mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Ngô Quỷ cầm đỏ đi tiên gặp đại sư Chị Âm Âm cầm đèn thủ hậu, mời bạn thưởng thức.将军。
将军。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 
Nước tiếp theo sẽ là pháo 7 bình 6. Trên đây thì Ngô Ngụy buông cờ nhận thua mà bạn xem trận cuối. Triệu Dĩ cầm đỏ đi tiên và Mạnh Phùng Vệ cầm đen đấu hậu mà bạn thưởng thức.
Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình.
Chang-jun. Chang-jun.
Chương trình. Chương trình. Chương trình.
Trương. Trang Jun. Trang Jun. Trên đây chịu dĩ buông cầu nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.